Cái này là dành bố đấy bà ơi, dành bố nên làm lăn giữa bếp đấy, lau nhà cho mẹ đó đấy. Thấy chạy ra rồi, nói là dành nhưng mà chạy ra rồi. Chạy ra để xem bố nó nướng thịt, chờ cửa hàng lên. Phun mưa. Dơ quá. Cứ đứng quay ra mà bà thấy thỏ ngắn còn khúc à. Giờ phải ngồi xuống mới thấy thỏ dài được. À. Đứng quay từ trên quay xuống mà mình cao cho nên thấy thỏ còn khúc à. Không có đi vào bếp đâu. Không có vào lau lau bếp nha. Bếp ngày hôm nay ông không có lau nước gì cả. Đi ra. Hút bụi rồi hả? Nhưng bố nó tưởng ông ngủ nên bố nó không vào phòng hút bụi ở phòng À, ông. thế à? Bố nó tưởng ông ngủ thì bố mới ngủ. Cái gì vậy? Gì vậy? Hôm nay thì chưa nhỉ? Cứ đi nhà trẻ là không có ý đây. Ăn gì nó mày? Cọc đầu. Úi, cọc đầu đấy. Hả? Cọc rồi à? Úi, đấy. Mới nói xong. Cẩn thận nhé. Cái gầm bàn này là thỏ hay chui trong đây ý đấy. Ý chưa? Để ta đứng tránh ra cho mày. Cọc, cọc đầu, Bị cọc đầu, ghé cọc đầu. Cọc đầu. Sợ quá à. Sợ quá à. Có con chó nào nha. Cọc đầu. Cẩn Wow. Mình sẽ về nhà sướng. Nó có ăn hết dưa không? Ăn gần hết dưa, ăn hết cơm, ăn gần hết dưa. Mẹ làm lại cho, mẹ làm lại cho. Ok.